đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Hương Giang thả dáng mất mắt ở resort 6 sao đắt nhất Việt Nam. Người đẹp chuyển giới luôn khiến các fan đứng ngồi không yên mỗi khi diện trang phục gợi cảm để khoe da thịt. Hương Giang là một trong những cái tên nằm trong danh sách mỹ nhân có nhan sắc ngày càng thăng hạng. Vẻ ngoài của cô ngày càng bắt mắt hơn, quyến rũ hơn thời điểm đạt danh hiệu Hoa hậu. Trong thời gian qua, người đẹp xuất hiện trên khắp các chương trình, từ làm huấn luyện viên, cố vấn, ca sĩ và luôn mang về những thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô ngày càng thành công kể từ khi đạt được ngôi vị về nhan sắc. Hương Giang khoe bikini. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vừa đăng tải hàng loạt khung ảnh mình đi nghỉ dưỡng ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất nhì Ninh Thuận. Với một địa điểm rộng giữa không trung, hồ bơi tràn núi cực độc đáo thì Hương Giang không quên chuẩn bị cho mình một bộ bikini để diện và chụp ảnh sống ảo. Người đẹp đính kèm dòng trạng thái, có những vùng phạm vi không thuộc về chúng ta, nếu chúng ta càng cố bước vào có thể làm khó người khác và tự làm tổn thương chính mình. Để mọi người không phải dò đoán ai làm phó nháy, nên Hương Giang cũng chia sẻ thẳng thắn người chụp chính là nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Nữ ca sĩ trang điểm khá nhẹ, lần này cô cũng chọn áo tắm một mảnh khá kín đáo so với những xuồng ảnh trước. Mặc mọi lời chê bai gầy, Hương Giang tự tin khoe số đo 3 vòng chuẩn. Cô ngắm hoàng hôn tại một khu nghỉ dưỡng đắt đỏ. Người đẹp chuyển giới tự tin khoe bờ vai trần nõn, nè giữa hồ bơi lớn. Hương Giang cũng là một trong những mỹ nhân khá thích khoe diện ảnh đồ tắm. Hương Giang bị nhận xét gầy, có khá nhiều khung ảnh để lộ thân hình gầy đến mức báo động của dòng ca anh đang ở đâu đấy anh. Dẫu biết các mỹ nhân chú ý chuyện cân nặng, phải ốm đi thì lên ảnh mới có được thân hình chuẩn. Tuy nhiên đôi khi giảm cân quá mức khiến tổng thể khá thiếu sức sống. Tay và chân của cô rất yếu ớt như que tăm. Khung ảnh này sẽ thấy rõ Hương Giang gầy đến nhường nào. Mọi người khuyên nữ ca sĩ chú ý giữ sức khỏe khi lịch làm việc dày đặc. Có thể nói vẻ ngoài của cô chính là một điểm cộng trong sự thành công của Hương Giang ở hiện tại. Chính điều này mà nữ ca sĩ cũng như ekip cực quan tâm đến chuyện giữ vóc dáng, lựa chọn trang phục sử dụng hàng hiệu theo xu hướng thời trang thế giới để mỗi lần cô xuất hiện đều rực rỡ nhất.